Xin chào các bạn. Có lẽ là các bạn đã quá quen với lại những cái icon bình thường như là trên iPhone từ xưa đến giờ rồi ha, như thế này rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm video này để hướng dẫn các bạn cài một cái app mới vào để có thể tùy biến những cái icon nhìn cho nó đẹp hơn. Đặt là có cái màn hình nền mà các bạn đặt hình tối nó sẽ đẹp hơn. Rồi, ok. Thì đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Các bạn vào App Store. Tìm cái ứng dụng này. Mocolo. Đây hả các bạn, đây ứng dụng Mocolo. Đây, nó có rất là nhiều. Ví dụ Insta. Nó là cái icon để cho mình nhìn cho nó đẹp. Khi các bạn bấm vào thì nó sẽ tự kéo qua bên cái app chính mà các bạn đã cài trên máy. Rồi đây ha, các bạn mở cái ứng dụng này lên, sau khi cài xong các bạn mở app nào. Rồi. Các bạn sẽ chọn vào cái giao diện mà các bạn muốn. Ví dụ đi. Ví dụ cái này mình lấy cái này làm ví dụ đi ha. Ok. Bạn bấm vào đó, mình làm lại nha, get nè. Bấm vào. Bạn chọn vào download. Tải về. Nó sẽ chuyển qua cái trang web của cái ứng dụng này. Rồi. Đây nó sẽ hiện như này, các bạn bấm cho phép nha. Cho phép. Tải về hồ sơ, đóng nè. Nó là cái cấu hình đó, nó bảo đã tải về rồi. Các bạn sẽ kiểm tra cái cấu hình tải về ở mục cài đặt. Đây nè, cái hồ sơ tải về đây ha các bạn. Nó đây, nó là cái ứng dụng này. Mình bấm lại nha. Các bạn vào cài đặt nè. Bạn thấy tải về hồ sơ nè. Đó. Cấu hình đã tải về rồi nè. Các bạn bấm cài đặt luôn. Nó bảo mình nhập mật khẩu iPhone. Rồi, các bạn nhập mật khẩu iPhone xong bấm cài. Rồi xong. Ok. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó đã có những cái icon mà lúc nãy mình đã chọn đó. Tương tự như vậy, các bạn có thể tìm lại cái ứng dụng đó. Đây ha. Đây là cái app của bên thứ ba. Cần cài một số cái icon của những cái app này thì các bạn tải về luôn. Bấm vào đó cho phép. Rồi. Đây là cái trang hướng dẫn nhưng mà nó có nhiều cái nó vẫn hơi rối tí cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để cài xong mà các bạn sẽ xóa cái cấu hình nữa. Ok, đặt nè. Hồ sơ tải về nè. Đây, cái này là lúc nãy mình mới tải về. Các bạn không muốn cài nữa thì bạn bấm xóa. Các bạn cài thì các bạn bấm vào cài đặt thôi. Nhập mật khẩu iPhone. Rồi bấm cài. Rồi xong. Đó, nó có những cái icon của cái ứng dụng bên thứ ba vậy đó. Nó trong cái app này nó sẽ có rất là nhiều cái giao diện. Đây các bạn vuốt xuống để bỏ cái này đi thì các bạn có thể chọn tiếp những cái giao diện khác. Có rất là nhiều giao diện icon khác nhau, nhìn vào cho nó đẹp, cho nó vui vẻ hơn thôi.
Đây. Cái của mình đang cài trên máy này là cái giao diện tối. Tắt mode. Nó có rất là nhiều giao diện, các bạn có thể tùy chọn ha. Đây nè, giao diện Darken, giao diện tối đen là cái giao diện mình đang xài nè. Đó, có rất là nhiều. Thì ví dụ mình sẽ cài thêm một cái giao diện này đi, thử đi. Bây giờ mình đang xài giao diện này rồi. Bây giờ mình sẽ cài cái giao diện này. Ok, download nè. Rồi, cho phép luôn. Đóng. Sau đó các bạn thoát, các bạn vào lại cài đặt, đã tải về hồ sơ nè, nó đây, tắt cần, các bạn bấm cài đặt, rồi xong, thì các bạn thoát ra, các bạn sẽ có giao diện tối, các bạn thấy không? Tuy nhiên, các bạn sẽ vẫn nhìn thấy được những cái giao diện này luôn. Tức là bạn cài bao nhiêu cái raw file, bao nhiêu cái cấu hình lên thì nó sẽ tiếp theo ở những cái trang đó. Và các bạn muốn xóa cái vừa mới cài này đi là cái đặc cần thì các bạn sẽ vào phần cài đặt. Đây. Đó, các bạn sẽ vào cài đặt chung nè. Cấu hình. Đây là cái cấu hình, những cái cấu hình mình cài vào thì nó đều nằm ở trong cái mục cài đặt chung này ha. Cấu hình. Bây giờ các bạn sẽ không thích cái giao diện mà cái giao diện đặc hình màu đen hồi nãy mình mới cài, mình sẽ xóa cái giao diện này đi. Các bạn bấm vào nó, các bạn chọn vào xóa cấu hình, nhập mật khẩu. Đó, ok, xóa nè. Rồi, nó mất. Thì lúc đó các bạn thoát ra, nó sẽ không còn cái đó nữa. Nó sẽ mất cái đó. Hoặc các bạn muốn tương tự như vậy, các bạn muốn xóa luôn cái này thì các bạn cũng vào trong cái phần này. Đó, cài đặt chung. Cấu hình, các bạn xóa luôn cái này đi. Xóa. Rồi, còn cái này xóa luôn. Thì nó sẽ trở về cái icon bình thường thôi. Rồi, không có cấu hình nào hết. Các bạn thoát ra, nó sẽ không có gì nữa. Đó. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn.